hoặc là nhà người ta nuôi á, ta nuôi không có chim á, còn nó ngọt giọng nữa được, nó rất là dở. Ủa, bắt con này cái nhà nó nhiều chim không? Ừ. Bắt con này người ta nuôi nhiều không? Biết nè, mua con này. Con này nhà ta nuôi nhiều chim không hay là một mình đó thôi? Mấy con, ba con. Ba con thì được, có nhỏ không? Có thể sau này là tốc độ chạy là hơi bị điện à, nhanh thì có à, Thanh là một ngày đẹp trời mà chán là bán là nhớ nha, nhớ địa chỉ cơ. Úi trời ơi, thơm rồi. Này nó đến là nó vô điện rồi, nó hót thôi chứ có gì. Chim mới ra là sao? Mình nó hót lên lắm. Mình chưa mà nó hót luôn vậy. Xui á. Năm xỉ nuôi công nó nuôi mấy năm trời rồi, mua nó mua bò về nuôi không mất 2 xỉ rồi. Mấy năm trời rồi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Tức là khi mà nó bay qua là nó quấn đôi liền. Đó, yeah. Mà qua là nó quấn đôi liền. Hôm nay mà nó vào công việc mà nó vừa đập vừa chạy chóng mặt, nó vừa đập vừa chạy là chóng mặt á, mới xong long rồi đó mà có lựa vô là nó chơi được.